Xin chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cắt dứa này để bỏ vào bình ngâm rượu này. Đây, đây là bình nhá. Mình sẽ ngâm vào cái bình 20 lít và dứa. Dứa và rượu đấy ạ. Ta sẽ dứa chúng ta sẽ cắt ra nhá. Dứa sẽ cắt dứa thành miếng này.
cái cam này có thể là các bạn vẫn ngâm rượu được nhá, vì là cũng là hoa quả của nếu uống rất là tốt đấy ạ. Tất cả các loại hoa quả mình có thể mình ngâm rượu được.
bát này mình cái món dứa ngâm rượu của mình đã làm xong rồi đấy nhá. Nếu các bạn có thời gian thì hãy ngâm nó một bình để cho phụ nữ mình có thể là cũng rất là tốt đấy ạ. Bạn ơi, bây giờ mình đi Giang Lạc nhá. Giang Lạc để cho ông xã chiều về có thể là uống rượu này, có thể là mình làm món lạc này.
ngô qua đó. Để lại để ít ngày nữa tới mà bọn mình chị bảo em là đến chiều làm sao mà gọi giữa buổi trưa chứ, chị không biết gọi lại, nó nói có mấy câu nó xong rồi tắt máy luôn, chỉ có đăng nói gọi lại xem đó là cái gì mà biết là ghét cái chị luôn đó. Rồi em lại đây đi, đến kiếm ra hàng cho nó nha. Đâu mà hắn lại điện xong bắt đầu hắn lại bảo là cái chị có định chị lấy hàng không mà gọi điện chị không nghe máy, cái bố ai á bắt máy luôn.
Lạc hoàng giang đã chín rồi các bạn nhé. Lạc giang bao giờ mà bóc mình bóc ra thế này được là được này. Đấy, thế này là giòn này. Xong mình ủ được khoảng tầm 5 phút, 10 phút nhé. Rất là giòn.